Xin chào các bạn, chúng mình đến từ Khoa Dược, trường Đại học Văn Lang. Khoa Dược tọa lạc tại cơ sở 2 của trường. Đây là một trong những khoa vừa mới thành lập, nhưng phòng thực hành của chúng mình được trang bị cơ sở vật chất vô cùng hiện đại và đảm bảo an toàn, hỗ trợ rất nhiều trong việc học tập cũng như là nghiên cứu khoa học của sinh viên. Đề tài của nhóm mình thuộc bộ môn hóa. Mình là Minh Như và đây là thành viên của nhóm mình. Công việc của chúng mình bắt đầu từ việc thực hiện các phản ứng tổng hợp, các hợp chất tiềm năng kháng ung thư vú, sau đó xử lý và tách để thu sản phẩm mong muốn, rồi áp dụng các kỹ thuật như sắc khí cột để phân lập được các sản phẩm tinh khiết. Các sản phẩm này được nhóm kiểm tra với nhiều kỹ thuật khác nhau, từ các kỹ thuật đơn giản như xác định điểm chảy, sắc khí lớp mỏng, đến các kỹ thuật hiện đại như phổ hồng ngoại. Điều chúng mình tâm đắc nhất là được học thêm các kỹ thuật mới như xác định cấu trúc bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân, áp dụng các phương pháp thử hoạt tính sinh học như thử độc tính tế bào, gây chết tế bào theo chương trình và phân tích các kết quả, cũng như các phương pháp thiết kế thuốc hiện đại ứng dụng trong nghiên cứu hóa hữu cơ, hóa dược. Trải qua quá trình nghiên cứu hàng tháng trời, chúng mình tự hào là nghiên cứu đại diện cho khoa dược trường Đại học Văn Lang tiến sâu vào vòng chung kết của lĩnh vực hóa học. Thành quả này có lẽ sẽ chẳng đạt được với không chỉ công sức của 5 thành viên mà còn từ những thành viên khác trong nhóm nghiên cứu, bạn Thiên Hương và Thiên Phú, đặc biệt là dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy Hoài Nam. Bên cạnh đó, còn có các thầy cô, các cô kỹ thuật viên trong khoa luôn tạo điều kiện cho nhóm. Vì vậy nhân đây, chúng mình cũng muốn dành những lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô, các cô kỹ thuật viên và bạn bè đã luôn bên cạnh hỗ trợ cho nhóm nghiên cứu, là động lực cho nhóm hướng đến các sản phẩm nghiên cứu chất lượng và thiết thực trong tương lai.